Chưa đầy 24 giờ sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố dừng cuộc đua vào Nhà Trắng và ủng hộ phó Tổng thống Kamala Harris ra tranh cử, bà Harris đã nhanh chóng hoạch định con đường trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Bà Harris cho biết, tôi rất vinh dự khi nhận được sự tán thành của Tổng thống và mục tiêu của tôi là giành được sự đề cử này. Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đoàn kết Đảng Dân Chủ và đoàn kết đất nước chúng ta, để đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump và chương trình nghị sự 2025 của ông ấy. Bà Harris đã làm nên lịch sử khi trở thành nữ phó Tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử Mỹ. Trong hơn 3 năm đảm nhiệm vai trò phó Tổng thống, bà Kamala Harris đã dành nhiều thời gian để xây dựng hình ảnh trên trường quốc tế. Gần đây nhất là tại cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine ở Thụy Sĩ hồi tháng 6 vừa qua. Bà cũng trở thành sứ giả nổi bật nhất của chính quyền ủng hộ quyền phá thai của nữ giới. Vai trò này đưa bà đến các sự kiện trên khắp đất nước, thu hút đông đảo cử tri nữ và cử tri dân tộc thiểu số. Về mặt thực tiễn, bà Harris có lợi thế sẵn có khi đối đầu với ông Trump vì là người duy nhất có thể khai thác các nguồn lực khổng lồ đã được huy động trước đó cho nỗ lực tranh cử của bà và Tổng thống Biden. Bà cũng có thể tận dụng bộ máy mà chiến dịch tranh cử mà Tổng thống Biden và bà đã xây dựng, trở thành người kế nhiệm hợp lý nhất của ông Biden. Ngay sau khi bà Kamala Harris ra ứng cử Chiến dịch tranh cử của bà thông báo đã huy động được 81 triệu đô la Mỹ từ các nhà tài trợ trong vòng 24 giờ. Đây là con số tài trợ lớn nhất trong một ngày của chiến dịch tranh cử năm 2024 của cả hai đảng. Khoản tiền này cùng với số tiền gần 100 triệu đô la Mỹ mà bà kế thừa từ chiến dịch gây quỹ của liên minh Biden Harris đã mang lại cho bà một nền tảng tài chính vững chắc cho chiến dịch tranh cử. Ở tuổi 59, bà Harris được kỳ vọng sẽ là một ứng cử viên năng động hơn và đưa ra những quan điểm mạch lạc rõ ràng hơn cho Đảng Dân Chủ. Bà cũng có thể giành được sự ủng hộ của các cử tri da màu khi mà một số cuộc thăm dò dư luận thời gian gần đây cho thấy họ đang rời xa Tổng thống Biden. Nếu bà Harris có thể kết hợp điều này với sự ủng hộ nhiều hơn từ các nhóm thiểu số khác và từ cử tri trẻ tuổi, thì điều đó có thể giúp bà giành ưu thế trước ông Trump ở một số tiểu bang dao động trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Bà Harris lên làm phó tổng thống sau khi phục vụ 4 năm trong nhiệm kỳ 6 năm tại Thượng viện. Trước khi được bầu vào Thượng viện năm 2016, bà Harris từng làm việc tại văn phòng luật sư thành phố San Francisco và sau đó được bầu làm Tổng trưởng lý California, trở thành Tổng trưởng lý da màu đầu tiên của California. Kinh nghiệm trong lĩnh vực thực thi pháp luật và cách tiếp cận trung dung của bà Harris cũng được coi là thế mạnh, có thể thu hút những cử tri còn do dự. Một số nhà quan sát cho rằng bà Harris sẽ sử dụng những kinh nghiệm này để chống lại cựu Tổng thống Trump đồng thời lập luận ông không thích hợp để quay trở lại Nhà Trắng. Theo giới phân tích, chiến dịch tranh cử của bà Harris năm nay sẽ khác biệt nhiều hơn so với các năm trước bởi bà nhận được sự ủng hộ đáng kể từ một số thành viên Đảng Dân Chủ chủ chốt. Đảng Dân Chủ hy vọng rằng bà Harris với tuổi đời trẻ hơn ông Trump gần hai thập kỷ có thể đưa ra một loạt sự tương phản rõ ràng và khai thác những lập luận nằm ngoài tầm của ông Biden, đặc biệt là trong các vấn đề chính sách. Nếu được lựa chọn là ứng viên tổng thống chính thức của Đảng Dân Chủ, Bà Harris có thể thu hút sự chú ý của công chúng vào một số vấn đề được coi là điểm yếu của cựu tổng thống Trump, chẳng hạn như quyền phá thai và vấn đề công bằng kinh tế. Nhưng có lẽ, thách thức lớn nhất đối với bà Kamala Harris là bà không phải tổng thống đương nhiệm. Mặc dù bà có thể tránh một số rắc rối mà tổng thống Biden gặp phải, nhưng bà không có điều kiện được tiếp xúc với nhiều cử tri như ông Biden. Dù được cho là người kế nhiệm phù hợp nhất của ông Biden, nhưng vẫn còn rất nhiều rào cản lớn bà phải bước qua để trở thành ứng viên tổng thống chính thức của Đảng Dân Chủ khi chỉ còn một tháng nữa là đại hội của đảng này diễn ra. Trong bài đăng mới nhất trên trang cá nhân Truth Social, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tự gọi bản thân là một chàng trai trẻ tuổi và tài năng, đồng thời cho rằng bà Kamala Harris đang có biểu hiện kém trong các cuộc thăm dò dư luận. Ông Trump viết trên trang cá nhân Truth Social, làm sao bà Harris có thể giải quyết khủng hoảng nhập cư khi thậm chí còn chưa bao giờ đặt chân đến biên giới Mỹ. Biểu hiện của bà ấy trong các cuộc thăm dò dư luận cũng kém hơn chàng trai trẻ tuổi và tài năng Donald Trump. Đảng Dân Chủ nên cẩn trọng với những gì họ mong muốn. Ông Trump vừa bước qua tuổi 78 vào tháng trước, lớn hơn bà Harris, 19 tuổi. Sau khi ông Biden rút lui khỏi đường đua vào Nhà Trắng, ông Trump hiện là ứng cử viên tranh cử lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ. Bình luận này của ông Trump được đưa ra giữa lúc nhận xét về tuổi tác của ông từ đối thủ cũ, cựu thống đốc bang Nam Carolina Nikki Haley lại một lần nữa được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Bà Haley nói với đám đông ủng hộ ở bang New Hampshire hồi tháng 1. Hầu hết người Mỹ không muốn một trận tái đấu giữa ông Biden và ông Trump. Đảng đầu tiên cho ứng cử viên 80 tuổi nghỉ hưu sẽ là đảng thắng trong cuộc bầu cử này. Trước đó, một cuộc khảo sát của ABC News, Washington Post, Ipsos công bố cho thấy 60% tin rằng ông Trump đã quá già để có nhiệm kỳ thứ hai. Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump tấn công bà Harris trên mặt trận truyền thông. Ngay sau khi ông Biden bất ngờ tuyên bố ngừng tranh cử, ông Trump đã lập tức xuất hiện trên đài CNN và tuyên bố bà Harris sẽ là đối thủ dễ đánh bại hơn so với ông Biden. Theo đài ABC News, khi tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm 2020, bà Kamala Harris đã công bố hồ sơ khai thuế cá nhân trong vòng 15 năm gần nhất ở thời điểm đó và là người công khai nhiều hồ sơ thuế cá nhân nhất trong số các ứng cử viên tổng thống năm đó. Các hồ sơ khai thuế của bà Harris cho thấy giá trị tài sản ròng của bà tăng lên đáng kể từ sau khi kết hôn với luật sư Dodd Emhoff vào năm 2014. Trước khi lập gia đình, thu nhập của bà Harris chủ yếu đến từ tiền lương khi bà đảm nhận vị trí công tố viên quận San Francisco và tổng trưởng lý bang California. Trong đó, mức thu nhập hàng năm cao nhất mà nữ phó tổng thống Mỹ nhận được là vào năm 2010 với 236.000 đô la Mỹ. Từ năm 2011 đến năm 2013, Thu nhập hàng năm của bà Harris giảm xuống còn 160.000 đô la Mỹ mỗi năm khi bà đảm nhận vị trí tổng trưởng lý bang California. ABC News dẫn các nguồn thạo tin cho biết, ông kiếm được hơn 1 triệu đô la Mỹ mỗi năm và nắm giữ hàng chục khoản đầu tư cũng như rất nhiều cổ phiếu. Với khối tài sản bất động sản và mức lương bà Harris và chồng, tạp chí kinh doanh Forbes ước tính trị giá tài sản ròng của gia đình phó tổng thống Mỹ rơi vào khoảng 8 triệu đô la Mỹ. ABC News nhận định việc làm của phó tổng thống và đệ nhị phu quân Mỹ đã tiết lộ một phần nhân cách của gia đình bà. Trong khi đó, đối thủ của bà tại cuộc tranh cử tổng thống năm nay là cựu tổng thống Donald Trump lại chính là người vẫn giấu kín hồ sơ thuế cá nhân của mình. Sau khi tổng thống Mỹ Joe Biden rời cuộc đua, ông Donald Trump đã nhanh chóng chuyển cỗ máy tấn công sang phó tổng thống Kamala Harris, nhưng khi ứng cử viên Đảng Cộng hòa tái tập trung chiến dịch nhắm vào bà Harris, ông phải đối mặt với một vụ việc khó xử tấm séc trị giá 5.000 đô la Mỹ đề ngày 26 tháng 9 năm 2011 có chữ ký đặc biệt của ông Trump và được thanh toán cho một tổng trưởng lý bang Kamala D. Harris. Trong vòng vài giờ sau quyết định lịch sử của ông Biden được đưa ra, khoản quyên góp khó chịu của ông Trump được nhắc lại trên mạng xã hội. Ông J. Moskowitz, một nghị sĩ đảng Dân Chủ đến từ Florida, đã đăng bức ảnh về tờ xét trên mạng xã hội X với dòng chữ một khoản đầu tư khôn ngoan. Còn ông Michael Steele, cựu chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa nói đùa khi ông Trump viết tấm xét đó để bầu lại cho bà Kamala Harris vào năm 2011. Tôi cá ông ấy không nghĩ số tiền sẽ được rút vào năm 2024. Trên thực tế, khoản quyên góp 5.000 đô la Mỹ chỉ là một trong số những món quà mà gia đình ông Trump dành cho bà Harris vào thời điểm bà đang giữ chức vụ đứng đầu cơ quan tư pháp bang. Hồ sơ cũng cung cấp thông tin chi tiết về khoản xét 1.000 đô la Mỹ khác từ ông Trump cho bà Harris từ tháng 2 năm 2013 khi bà bắt đầu chiến dịch tái tranh cử. Con gái Ivanka của ông Trump cũng có tên trong cơ sở dữ liệu là đã trao cho Ủy ban tái tranh cử của bà 2.000 đô la Mỹ vào tháng 6 năm 2014. Đi sâu vào các tài liệu của tòa án, kênh này đưa tin rằng ông Trump đã thực hiện khoản thanh toán theo yêu cầu của công tố viên hàng đầu lúc bấy giờ của New York, Eric Schneiderman, người đã tổ chức một buổi gây quỹ cho bà Harris vào tháng 9 năm 2011. Trái ngược với lời châm biến của ông Steele trên mạng xã hội, bà Harris sẽ không thể chi 5.000 đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024. Như Sacramento Bee đã đưa tin vào năm 2020, bà đã tặng toàn bộ số tiền 6.000 đô la Mỹ trên. Không chỉ bà Harris, ông Trump từng thừa nhận ông quyên góp cho nhiều thành viên khác của Đảng Dân Chủ. Theo nhóm nghiên cứu tài chính Open Secrets của Mỹ, ông Trump đã quyên góp 1.000 đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử của Thượng nghị sĩ Joe Biden Tổng thống Mỹ hiện nay vào năm 2001. Ngoài ra, ông Trump cũng đóng góp một số khoản tiền khác cho chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton trong giai đoạn 2006, 2007.